chú hãy nhớ thả tim và bình luận ở bên dưới. Đấy, cô chú thấy không ạ? Nhà em Hường có một đàn nhí nhố rất là dễ thương luôn, rất là tuyệt vời luôn, đặc biệt là rất là ngoan và nghe lời mẹ luôn. Đấy, rồi, được chưa ạ? Chúc các cháu mạnh khỏe, các con đáng yêu quá. Dạ, cảm ơn cả nhà luôn. Những ai bị viêm lợi, hôi miệng thì hãy nhanh tay chia sẻ thật nhanh cái like này về tường nhá. Hãy chia sẻ thật nhanh về tường. Hôm nay em Hường là gì sẽ chia thành nhiều bước. Bước đầu tiên em Hường sẽ hướng dẫn cho mọi người vào nhanh luôn, nhanh gọn nhẹ, không nói dài dòng luôn nhá. Bước đầu tiên là em Hường sẽ hướng dẫn cho tất cả. Đây, đây, đây. Anh ơi, anh đi mua về chưa? Anh đi mua về chưa? Anh đi mua mấy cái đồ của cho em đi. À đây, anh cầm lại đây, anh cầm lại đây. Em Hường đầu tiên, các con ăn đi. Cầm giúp em. Em Hường đầu tiên là em Hường sẽ hướng dẫn. Ngoài ra em Hường rất là nhiệt tình. Mọi người biết đây là cái gì không ạ? Đây là cái bịch mà em Hường đã mua sẵn 100 phần. 100 phần ở đây. Để sau khi cái kết thúc cái video cuối cùng, em Hường sẽ dành tặng cho cả những ai mà chia sẻ cái video này nhiều nhất lên tường và hội nhóm, là em Hường có 100 phần sẽ tặng cho 100 người để chúng ta có thể điều trị viêm lợi hôi miệng tại nhà với giá 0 đồng. Nên tất cả những cô chú anh chị nào đang theo dõi em Hường hãy nhớ chia sẻ cho em Hường thật nhanh. Và mọi người phải lưu ý là gì? Đây đây đây, để kia cho mẹ. Làm cái gì? Để đâu hả mẹ? Đây đây đây, đưa cho mẹ. Đây, em Hường là đây là nguyên cái rổ này để hôm nay em hướng dẫn. Và cái bịch này là để em Hường tặng mọi người đây. Nên mọi người hãy bấm liền cho em Hường nút chia sẻ nhá. Lưu ý lại là gì? Cái video này chỉ dành cho những người nào mà có bấm nút chia sẻ thì mới xem được. Còn kết thúc của em Hường là ai chưa chia sẻ là ngay lập tức là bị ẩn luôn nhá. Bởi vì đây là một cái livestream hướng dẫn hoàn toàn và miễn phí. Đây, ngoài là ngoài miễn phí ra, đây là đồ nghề của em. Đây là đồ nghề của em Hường mọi người nhá. Đồ nghề của em Hường để hướng dẫn cho mọi người. Và ngoài ra đây, con bịch đây là quà. Anh cầm cho em cái rổ để em đổ cái này ra cho mọi người xem. Đây là 100 cái phần quà. 100 cái phần này để điều trị viêm lợi hôi miệng tại nhà đây. Dạ mọi người hãy nhớ bấm theo dõi Facebook em Hường ngay. Những ai chưa theo dõi, các chú anh chị ăn gà. À mời cô chú anh chị ăn gà. Đấy, cô chú anh chị hãy nhớ chia sẻ nhanh lên. Đây, em Hường đã mua sẵn rồi còn nguyên tai nguyên kiện đây. Bởi vì sao mọi người ơi, không dễ dàng gì chúng ta có được cái bí quyết này đâu. Bởi vì là gì, em Hường có 11 năm kinh nghiệm. Không, ngồi ghế đi. 11 năm kinh nghiệm em Hường làm nhà thuốc. Là 11 năm đấy là em Hường đã tiếp xúc với hàng triệu lượt khách hàng. 11 năm đó em có mấy chục cái nhà thuốc, mấy chục cái nhà thuốc. Nên là lượt bibi, bộ, ngồi ghế đi con để mẹ đang nói với cô chú. Nên là em Hường mới có được cái kinh nghiệm tích lũy. Kinh nghiệm tích lũy đó để làm gì? Hôm nay mình có cái ngày hôm nay đứng ở đây để hướng dẫn cho mọi người. Đây là những lọ mà sản phẩm để điều trị viêm lợi hôi miệng tại nhà. Bé xíu thôi, nhỏ như có võ. Anh chị có thể tự mua ở ngoài hiệu thuốc, ở bất kể một nơi nào trên toàn thế giới cũng có. Em Hường không bán nha. Em Hường không bán, chỉ tặng thôi, tặng cho những ai chia sẻ nhiều nhất thôi chứ không bán. Cái này là em Hường sẽ hướng dẫn coi như là phúc. Thế nên là chúng ta có thể mua ở bất kể nơi đâu chứ không cần thiết là nhất định là phải là mua ở chỗ nọ chỗ kia. Không cần, hiệu thuốc ở đâu trên thế giới cũng có. Em Hường đã có 100 phần rồi và cái này chúng ta mua ở hiệu thuốc là mười mấy nghìn một lọ anh nhỉ? Chỉ tầm 12, 13 nghìn đồng một lọ thế thôi. Đấy, rồi tất cả những cái đồ nghề em Hường sẽ để sẵn ra đây cho chúng ta là gì? Thấy được sự nhiệt tình của em Hường trong cái live này. Nên là những ai mà bị viêm lợi hôi miệng, chúng ta muốn điều trị viêm lợi hôi miệng tại nhà không mất một đồng nào, thì hãy nhanh tay bấm chia sẻ thật nhanh. Để mẹ đang phải tập trung cho cô chú. Đây mọi người nhá, là 100 phần này. Những ai mà nhanh tay chia sẻ nhanh nhất, nhiều nhất, cái kinh nghiệm này em đảm bảo luôn là kể cả bác sĩ chuyên khoa cũng không thể có. Bởi vì là cái này là không có trường lớp nào dạy, mà cái này là kinh nghiệm tích lũy từ cái gì nhỉ? Tích lũy được từ cái trường đời dạy em, từ chính khách hàng dạy em, chứ không phải là qua bất kể một trường lớp nào. Đấy, các anh chị ạ, có học là một chuyện, nhưng cái này vừa có học lại phải kết hợp với lại kinh nghiệm. Đây giống như là kinh nghiệm gia truyền luôn nhá. Rất là đơn giản, nhỏ nhưng mà có võ luôn ạ. Cháu tuyệt vời lắm, chúc cháu nhiều sức khỏe và hạnh phúc. Dạ muốn đặt lịch đến Hường làm răng quá. Các chị ơi, ai muốn đặt lịch liên hệ vào inbox cho em Hường, hoặc cần tư vấn liên hệ vào inbox giúp em Hường nhá. Tránh trường hợp comment ở trên tường là em Hường không có thấy. Đấy. Đây con đưa con ra đi, con ra đi. Đấy, tránh trường hợp là comment ở trên tường là em Hường không có thấy. Thế nên cô chú anh chị hãy nhớ chia sẻ để được là gì? Thứ nhất là được nhận quà. Thứ hai là bấm theo dõi thật nhanh để chúng ta sẽ được cùng đồng hành với em Hường về cái video hướng dẫn điều trị viêm lợi hôi miệng tại nhà với giá 0 đồng nha mọi người nha. Hãy nhanh tay chia sẻ thật nhanh. Cái livestream mà để hướng dẫn này chỉ dành cho những người nào đã chia sẻ thôi ạ.